Loài rắn khổng lồ có tên là nưa chín lỗ mũi với độc tố nguy hiểm. Trong họ hàng nhà rắn thì con nưa và con trăng trong bề ngoài khá giống nhau. Thế nhưng con nưa khác biệt với con trăng nhờ độc tố giết người. Ở Việt Nam đã có vụ ngộ độc do nhầm con nưa là con trăng nên đem thịt về chế biến làm thức ăn. Con nưa có độc Nưa là một loài bò sát có hình dạng bên ngoài rất giống con trăn, nhưng lại có nọc độc, độc nguy hiểm. Nưa có hai sợi râu dài, trong đó có chất sạch sệt màu trắng giống như đào mũ cốc rất độc. Nưa thường phun chất độc từ hai chiếc râu này để giết con mồi và tự vệ. Nưa thường trú trong bọng cây tại những vùng rừng ẩm ướt, còn các loài trăn lại thường sống trong hốc đá hoặc là đào hang trú ẩn. Tiết và mật trăng đều không độc nhưng tiết và mật nưa lại tuyệt đối không được ăn. Người bị cắn nếu không được chữa trị vết thương sẽ sưng phù và nhiễm trùng. Trong thịt của con nưa còn có thêm độc tố nên nhiều người ăn nhầm phải đã ngộ độc với các triệu chứng như là sốt cao, lạnh rung, vỡ mồ hôi sau cơn sốt, kèm theo nôn, đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa, tổn thương gan. Hiện tại thì do chưa có huyết thanh kháng độc con nưa nên việc chẩn đoán, chữa trị kéo dài và gặp không ít khó khăn. Phân biệt con nưa và con trăng như thế nào? Điểm khác của con nưa với con trăng là ngoài hai lỗ mũi còn có 7 lỗ hô hấp khác, nên dân gian thường gọi là trăng chính mũi. Đầu của con trăng thường trường sát đất, còn con nưa khi trường hay ngốc lên, răng chứa đầy nọc độc, độc như rắn, trên đầu con nưa có 8 vết đen hình dáng giống như là cái đầu của nó nên người ta mới nói nó có 9 cái đầu. Mùi của con nưa rất hôi, trăng và nưa rất giống nhau, đều thuộc họ trăng. Người thường rất khó có thể phân biệt được, đối với thịt trăng hay máu trăng thì không có độc tố, nhưng với thịt nưa thì có độc tố, đặc biệt là trong bộ lòng có rất nhiều độc tố gây ngộ độc. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.